Xin chào các bạn, mình tên là Hờ Sư Ra Đờ Rơm, mình là dân tộc Ede, mình sống tại Buôn Erong, xã Rông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Sở thích của mình là được đi tham quan, được đi trải nghiệm những điều bổ ích và thú vị. Ngay bây giờ đây, mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết về các dân tộc tại Buôn mình đang ở nhé. Buôn mình có các dân tộc như dân tộc Ede, Manong, Gia Rai, đặc biệt là dân tộc Kinh, dân tộc Lào. Các bạn biết không, ngoài các dân tộc kể trên thì dân tộc Lào nơi mình có nhiều nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, âm nhạc. Và bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đôi nét về các dân tộc Lào nơi mình đang sống nhé. Vùng đất Buôn Đôn thuở xa xưa nổi tiếng là một trong những điểm trao đổi hàng hóa tầm ớt giữa các dân tộc Tây Nguyên và người Cao Miên, đây là vương quốc Campuchia. Cùng với nghề săn bắt và thường dưỡng voi rừng, những người Lào định cư đầu tiên ở Buôn Đôn có tài buôn bán trâu bò, voi từ Tây Nguyên sang các khu lân cận. Người Lào sinh sống chan hòa, giao thoa văn hóa với những dân tộc bản địa, đồng thời duy trì nhiều hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc. Hiện diện rõ nhất ở lễ hội ẩm thực, âm nhạc và một vài công trình kiến trúc. Văn hóa của người Lào thể hiện rõ trong ẩm thực, nổi tiếng với những món ăn hội tụ cả bốn vị chua cay mặn ngọt, vừa phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, vừa chiêu đãi khi có khách quý, ví dụ như cơm lam chăm pa sắc, cơm nếp, lạp may mắn, sâu nem, chua đu đủ, bò rằng. Đối với người dân tộc Lào, dù sống ở đâu thì phong tục, tập quán, sinh hoạt cũng giống nhau, đặc biệt là điệu múa lam vong. Trong các ngày Tết truyền thống, hay các buổi tiệc cưới hỏi, hay các buổi sinh hoạt cộng đồng, người Lào cùng các dân tộc khác đều được thưởng thức và cùng nhau múa điệu múa lam vong. Người Lào sinh sống chan hòa, giao thoa văn hóa cùng với các dân tộc địa phương, nhưng cũng rất trân trọng, giữ gìn văn hóa truyền thống nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Mình rất vui khi được giới thiệu những nét văn hóa của người dân tộc Lào đến với các bạn. Em xin cảm ơn tỉnh đoàn Đắk Lắk, nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc thi Đại sứ đoàn kết dân tộc, để chúng em có thêm một sân chơi mới và luôn tự hào về các dân tộc của mình.